Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark One. Lâu lắm rồi không được gặp lại các bạn, bởi vì là mình luôn luôn than phiền với ông sếp mình rằng là gần đây không có một sản phẩm mới nào để cho mình trải nghiệm để giới thiệu cho các bạn. Thì ngày hôm nay ông ấy đập ngay vào mặt mình hai con MacBook mới nhất đến từ Apple, và mình cũng là rất là tự hào bởi vì mình là một trong những người ở Việt Nam đầu tiên được bóc cùng một lúc hai chiếc máy này. Ok, không dài dòng nữa, mình sẽ bóc luôn để cho các bạn xem nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ unbox đầu tiên là chiếc MacBook Air ra trước nhá. Tạm thời để chiếc MacBook Pro sang một bên. Wow, thực sự là mình đã bóc siêu khá là nhiều MacBook rồi, nhưng mà đây vẫn là một cái cảm giác rất là đã, bởi vì là chiếc máy này lại còn là chiếc máy chạy chip mới nhất của Apple nữa. Phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản màu gold, phiên bản ra mắt được năm 2018. Sẽ để tạm nó sang một bên. Trong hộp thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn, cáp sạc và củ sạc. Thật là may bởi vì là Apple đã không bỏ phụ kiện này đi giống như là chiếc iPhone. Ok, đến với nhân vật chính của chúng ta nào. Ta-ta. Wow. Các bạn nghe cái gì không ạ? Đây là cái âm thanh mà mình rất là thích mà đã bị bỏ đi từ năm 2016 của Apple, và năm nay nó đã chính thức quay trở lại ở trên chiếc MacBook đời mới này. Nghe nó rất là đã tai khi mà chúng ta khởi động lên. Và bây giờ thì mình sẽ để tạm con MacBook Air này sang một bên nhá, để chúng ta sẽ tiến hành bóc siêu chiếc MacBook Pro. Ok. Đây là chiếc MacBook Pro có một cái logo in khá là giống logo của chiếc MacBook Pro 16 inch. Và đây là phiên bản mình có, là phiên bản màu gray. Wow. Chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp chiếc MacBook Pro mới nhất của Apple. Xem trong hộp có gì nào. Trong hộp thì cũng vẫn sẽ là sách hướng dẫn sử dụng cũng như là sạc cáp trong này. Ok, và bây giờ mình sẽ để phụ kiện sang một bên. Chúng ta sẽ đến với nhân vật chính, chiếc MacBook mà được rất nhiều anh em tranh luận ở trên cộng đồng mạng hiện nay. Và các bạn nghe lại nhé, cùng nghe lại cái âm thanh khởi động của chiếc máy này. Đó, nghe nó rất là đã tai đúng không ạ? Còn bây giờ thì mình sẽ cùng active hai chiếc máy này lên cùng một lúc nhé. Và bây giờ mình sẽ active hai chiếc máy này lên. Chọn tiếng Việt. Ok, và mình đã active được xong hai chiếc máy này lên rồi, và mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn một chút về thiết kế trước đi. Hai chiếc máy này thì nó cũng sẽ giống như là hai chiếc MacBook được ra mắt vào năm 2020. Tuy nhiên là chiếc MacBook Air này, cái phần phím F nó đã thay đổi một chút ký tự. Đây các bạn có thể nhìn thấy phần F4, F5 và F6 cũng đã được thay đổi, tinh chỉnh lại. Phím FN này đã có thêm một cái biểu tượng là quả cầu ở đây. Và hai chiếc máy này thì đều được chạy trên nền tảng mới nhất là macOS Big Sur 11.0 mới nhất. Về chiếc MacBook Pro này thì Apple đã có công bố là phần Touch Bar này hãng đã làm lại và sẽ tốt hơn phiên bản cũ rất là nhiều. Và mình sẽ cố gắng trải nghiệm để có một cái bài đánh giá chi tiết cái Touch Bar này cho các bạn. Về cổng kết nối thì vẫn có đủ hai cổng Type-C như mọi năm, và một cổng jack cắm tai nghe 3.5mm. Và một điều nữa mà Apple giới thiệu ở trong hai chiếc sản phẩm mới này đó chính là cái khả năng sleep bật máy của nó rất là nhanh. Mình sẽ thử luôn cho các bạn nhé. 1, 2, 3. Đó, nó sáng lên rất là nhanh. Mình sẽ cố gắng so sánh chiếc MacBook Pro này với MacBook Pro cũ để các bạn có thể thấy rõ được cái sự thay đổi về thời gian trong cái phần mở máy này. Và có một điểm mới ở trên Mac năm nay đó chính là khi mà chúng ta khởi động App Store thì mọi cái ứng dụng ở trên iPhone và iPad sẽ có luôn ở trên macOS của MacBook này, và chúng ta sẽ cùng chờ thời gian để chúng ta sử dụng trải nghiệm những cái ứng dụng này xem nó có hoạt động tốt như trên iPhone và iPad không. Và một cái điểm nữa là chiếc MacBook Air này nó lại không có quạt tản nhiệt,
Bởi vì năm nay Apple đã chính thức công bố là đã bỏ đi cái quạt tản nhiệt ở trên con MacBook Air này. Mình thì lo lắng một vấn đề là khi mà máy chạy quá hiệu năng thì liệu rằng nó có bị nóng không, và mình cũng sẽ cố gắng trải nghiệm để gửi tới các bạn cái bài trên tay đánh giá chi tiết. Và vấn đề mà mọi người quan tâm nhất của năm nay đó chính là bình cũ nhưng mà rượu lại mới. Bởi vì là năm nay chúng ta đã có một con chip hoàn toàn mới ở trên MacBook, đó chính là chip M1 do chính Apple tự thiết kế và sản xuất. Chip này thì mình nghĩ là một thời gian nó sẽ mới ổn định được như là chip Intel. Còn thời điểm hiện tại thì có thể là một số cái phần mềm ứng dụng nó vẫn chưa có thể hỗ trợ tốt. Tuy nhiên có rất nhiều review trên thế giới người ta đã thử chạy những cái app rồi mà nó chạy rất là mượt mà và trơn tru. Mình cũng sẽ cố gắng để trải nghiệm để gửi tới các bạn cái bài đánh giá hiệu năng chi tiết của chiếc MacBook Pro chạy chip M1 này. Và MacBook thì vẫn luôn nổi tiếng về cái tốc độ xử lý, cái lúc mà bật tắt máy cũng như là khởi động lại rất là nhanh chóng. Và mình sẽ thử trên con chip M1 này xem nó còn giữ lại được cái tính năng đó hay không nhé. 3, 2, 1. Về con chip M1 này thì nó có bộ vi xử lý 8 lõi, cấu trúc là 5 nanomet. Nó sẽ đem lại một cái hiệu suất nhanh hơn nhưng mà đồng thời vẫn tiết kiệm điện. Và Apple đã khẳng định rằng M1 là con chip mạnh nhất mà Apple từng tạo ra cho MacBook. Và GPU tích hợp của nó cũng được coi là tốt nhất thế giới hiện nay. Và các bạn cùng xem cái tốc độ khởi động lại của máy. Mình thấy cái tốc độ nó đang ngang nhau giữa cả MacBook Air và MacBook Pro. Đó, lên rất là nhanh chóng đúng không? Vừa rồi là mình đã giới thiệu cho các bạn hai chiếc MacBook chạy chip mới nhất M1 đến từ Apple. Và mình sẽ cố gắng trên tay trải nghiệm thêm nữa hai chiếc máy này để gửi tới các bạn những cái bài review đánh giá chi tiết để chúng ta có quyết định xem là có nên lựa chọn hai chiếc máy này là sự lựa chọn của các bạn không nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.